Xin chào các bạn, quay trở lại video tiếp theo mình nhá. Thì hôm nay thì mình có thích ăn lòng. Mình làm chút lòng già xào hành dăm với khế các bạn nhá. Mấy anh em ăn cơm, mình mời các bạn xem mình chế biến thế nào nhá. Lâu lâu không ăn thì thèm phết đấy các bạn ạ. Đây mình thấy to ra nhá, thì nó còn co vào cho nó vừa. Cái lòng già heo này thì cũng khá là rẻ thôi, nhưng mà về mình mất công mình sơ chế các bạn nhá. Các bạn làm được sạch đi, các bạn luộc qua hết cái mùi hôi. Làm các bạn bóp muối là ít giấm. Không dùng giấm thì mình dùng chanh nhé các bạn. Quả chanh nhé. Lâu lâu không làm món này, hôm qua về nhà xem các bạn ngày nghỉ ở nhà các bạn. Mấy bạn của mình chế biến trông thèm quá. Mà cái món này khá là rẻ các bạn. Mà chợ nào cũng có nhá. Chợ nào có cái món này đó. Tất cả chỗ này hình như đâu này là sự mua có 100.000 này. Bà chị hàng lợn, bà giao xào thập cẩm vào tí. Lòng đầu lòng này thì không được ngon lắm này. Lợn rất là to mà không ngon. Mình xào ấy mình thấy hơi dài một tí, nó co vào là vừa các bạn nhé. Các cái lòng này nó có một chút nước, nó khi luộc lên nó vẫn còn dính ở trong các bạn nhé. Lòng già này nhé, mà làm thì mắc khé nát rồi, lượng ăn rất là ngon các bạn nhé. Lượng khô lên, ăn ngon lắm. Mất công chờ đợi, ăn rất là ngon. Thôi hôm nay sự sẽ làm một món đó, xào hành dăm với khế chua. Ăn lòng già hôm giờ lên này em chọc nhịp sống miền núi các bạn. Em làm nó tẩm ướp mắc khé nát rồi. Mấy chú cháu ăn ngồi đồng vui sướng cực kỳ luôn. Ui, những ngày dài này. Hôm nay sự tại sao à? Một chút lòng lon vào các bạn nhé. Đây khế chua các bạn nhé, khế chua thì mình đập dập ra hoặc mình bóp. Đây sự ép cho ra hết nước các bạn. Sự ăn là sự không cầu kỳ nhiều lắm đó. Này là ép cho nó ra bớt nước chua đi thôi mà. Các bạn lấy cái con dao các bạn dí này đúng không này. Nước rồi phỏ hết ra. Để mình này bóp lại thêm một lần nữa các bạn nhé. Sau khi chuẩn hết bị hết nguyên liệu xong, mình bật bếp lên mình xào các bạn nhé. Cho dầu ăn vào trước các bạn. Xào lòng này thì mình chỉ sử dụng cái hành khô thôi cho các bạn nhé. Đây, hành khô mình thái nhỏ ra. Nguyên tắc là hành tỏi mình phi thật thơm lên các bạn nhé. Thơm lên mà không được để được cho nó cháy. Đây là cái món nước chấm đây các bạn nhé. Cái món nước chấm này sự rất là thích này. Trong này gồm ớt này, hành khô này và một chút đường, hạt tiêu nữa các bạn nhé. Đây các bạn thể pha theo. Tùy bạn thích vắt chanh hay không, nhưng mà chấm long này thường thường sự sẽ không vắt thêm chanh hay quất gì đâu nhá. Bạn nào thích ăn chua thì có thể vắt thêm. Ngửi cái mùi này đỏ lấy luôn rồi các bạn ạ.
mùi hành phi rất là thơm. Đây, sau khi hành vàng vàng màu chuyển sang màu cánh gián rồi, đâu mình phải cho lòng vào mình xào các bạn nhé, mình phải cho lòng vào các bạn nhé. Trong lòng có nước đây là mình sẽ xào, mình đợi cho nó chín nhé các bạn nhé. Nhưng có nước này mình cho luôn các loại gia vị vào cho nó ngấm nhé các bạn nhé. Đầu tiên sự sử dụng một chút bột lên. Chuẩn bị chính các bạn nhé. Chút dầu hào. Một chút nước mắm nữa các bạn ạ. Ok. Để cái này vào trong bếp to công nghiệp kia mình đảo được nhanh hơn và nó sẽ không bị ra nước các bạn nhé. Đây mình hướng dẫn các bạn là làm theo kiểu cái món nó gia đình nên sử dụng bếp ga nhá. Nó ngậy ngậy béo mà nó có cái mùi đặc trưng của lòng già các bạn nhé. Mùi này khó tả lắm. Các bạn nào mà ăn rồi thì các bạn biết cái mùi vị này. Nó hơi ngây ngây béo, mùi nó rất là thơm. Và mình sẽ thử một miếng xem là gia vị vừa cho để mình nêm nếm lại các bạn nhé. Xin mời các bạn nha. Hơi nhạt chút các bạn, mình cho thêm một chút mắm. Chút mắm và một chút mì chính nha các bạn. Ngon quá. Này uống rượu thích lắm các bạn ạ. Đây sẽ có chuẩn bị khế để các bạn biết rồi này. Để xào khế trước. Thơm lắm các bạn ạ. Đây cái miếng đầu lòng này nó co hết rồi các bạn. Sau khi xào khế chín rồi mình cho đầu hành vào các bạn nhé. Đây đầu hành này các bạn, đây là rau răm. Đảm bảo đều với nó chín là được rồi nhé các bạn nhé. Được rồi các bạn em, mình tắt bếp đi nhá. À. Ok rồi, mình mời các bạn ra thưởng thức cùng mình nha. Rượu quý. Linh biết rồi rượu gì không? Dạ, rượu trong đồng. Chuẩn luôn. Đấy, thử trước, máu thế. Ngon không? Ngon. Ừ, rượu quý đấy. Ngồi đây em ơi. Ừ, đấy, ngại gì vào với gia đình, đình gọi này nó là vlog của em thì phải chịu khó tí. Ngại lắm. Thôi ăn đi cho lóng. Xin mời các bạn nhé, đây hôm nay. Hôm nay anh làm cái món lòng già đây, lòng già cả lòng non xào hành răm. Đại ủa, anh nhìn cái đầu lòng ngon lắm. Các em dùng đi. Xin mời các bạn nha. Sướng hết cả miệng luôn. Béo giòn lắm. Không bị dai không bạn ạ? Lòng chúng ta nó phải dai không em, ăn nó kiểu giòn giòn đi đúng không? Nha. Đúng khỏe các em nhá.
Ngon không Linh? Có, béo lắm. Ừ, béo thơm nhỉ? Ừ. Tù đấy nào em? Rất là ngon rồi anh ạ. Ừ. Nó cái vị khế này là nó ăn át át đi nhỉ? Chua chua của khế. Ừ. Ừ. Ngon rồi bạn ạ. Nó uống rượu hợp, ăn cơm hợp. Ăn cơm mà trộn cái nước của nó các bạn, ngon lắm. Ừ. À, sự thử nó ngon lòng nữa các bạn. Ăn ngon cơ các bạn ạ. Đấy, để cho thêm chút hành khô. Ngon quá. Ăn ngon thật đấy. Ừ. Cái lòng già này vì nó ngậy. Ừ, có mỡ ở trong, có mà béo. Nó có một cái mùi đặc trưng của cái lòng già. Ừ. Cái lòng mùi lòng già là anh không giải thích được vị của nó đâu các bạn ạ. Nó là cái mùi đặc trưng mà không thể giải thích được. Nó như ăn con gà có mùi con gà anh nhỉ. Nào, uống đây các em. Mời anh. Ừ. Uống đây xong là tối mai liên hoan sau. Các bạn là ngày nghỉ mà chưa được ăn liên hoan mai. Mai tổng kết cuối tháng. Ừ. Mai là tổng kết cuối tháng mà dạo này toàn làm vào đầu tháng các bạn ạ, tại vì dạo này đang bận nhiều việc quá là không tổ chức cho anh em được. Đoạn anh ngồi ăn cơm thì sinh hoạt của anh em được lúc nhát rồi. Lòng ngon lại còn rượu ngon thì không có gì để tả. Chuẩn luôn. Đây các bạn, này sẽ ăn kèm một chút khế này. Ngon quá. Chấm cái mắm hành này nó còn lên phải thêm mấy phần trăm vị ấy. Ăn tủ ăn này nào lắm. Ngon không? Quá là ok anh ạ. Ừ. Ngon rồi. Không phải đâu, cái lòng rất là ngon đấy các bạn. Cái lòng này nó rất dễ ăn nhỉ em nhỉ. Cứ bảo ăn lòng mà không tốt các bạn. Tháng nào phải làm 2-3 trận. Không ăn là không chịu được. Mà lên trên mạng ngày hôm qua, riêng ngày hôm qua là ngày nghỉ. Hôm qua là mùng 1 tháng 5 các bạn. Lên thì có người thì về quê thịt lợn, trong chi quay lòng thì chết canh thôi, nhìn thèm nó đắp bọt. Sáng nay quyết định là phải làm luôn. Lòng này nó nhiều. Anh em ăn. Ừ. Lòng này nó nhiều chất em ạ. Ăn đi tôm thì nhanh béo. Linh thì làm gì còn eo đâu mà béo. Linh sắp ăn được luôn rồi. Châm tiểu á. Ngon, nằm ngon này mà uống rượu thì phí quá. Này các bạn thì thấy sự ăn liên tục, ăn không nghỉ luôn. Hơi dai dai, hơi béo béo, ngậy ngậy. Sướng đẹp. Ông em Trường thì ông bỏ về quê các bạn ạ. Ông em Trường ông về quê ông mở nhà hàng. Khổ, bao giờ mới được ăn khai trương của ông em này. Thấy chơi sao, thấy ông đấy quay video. Ừ. Thế đi sập sơn. Ừ. Làm idol TikTok. Ừ, nào. Bây giờ đào tạo em Tú quay vlog các bạn ạ. Cứ em lo lớn thì em kia lại bắt đầu. Các bạn trông duyên không? Được lét phết đấy chứ nhà. Đẹp trai đấy. Ừ. Nhà mình chuẩn bị thành gia đình vlog hết rồi. Các bạn ạ, dạo này quay nhiều thành gia đình vlog rồi. Ăn thì miếng lòng thấy chua. Ừ. Em thử đi, ngon mà. Kéo đi ăn cái lòng giá, cái lòng non thì nó ngậy hơn. Ừ. Nó béo hơn. Nó có cái mỡ mỡ ở trong ấy. Đúng rồi, ăn nó béo mà có mùi lòng già nó đặc trưng. Cái lòng già nó ngậy lên, cái lòng thơm thơm. Cái lòng già nó có cái mùi mùi nhưng mà ăn cái khế với cả thành răm nó có mùi luôn. Hết. Ừ. Có không? Anh vẫn chưa miêu tả được cái vị lòng dài đâu. Thật sự luôn các bạn, ăn nó mùi nó rất là đặc trưng và ngon. Nó không hề có một chút nào hôi, các bạn đừng nghĩ nó có mùi hôi, không hề hôi một chút nào. Khế hành răm nó át rồi. Ăn xong ngậy ngậy, béo béo. Chung là cái món này các bạn lên thử ở nhà. Mình thấy cái món này nó vừa giá cả nó hợp lý này. Lại vừa ăn rất là dễ ăn. Nhậu với rượu. Ừ. Đó là ối hôi luôn. Hôm nay dính cút chóp. Máu lắm đấy, hôm nay uống thì con làm đấy nhá.
Rồi dù sao còn một đội hình đang đến đấy các bạn ạ. Hôm nay ngày nghỉ mà các em ta chiều lại đi làm qua sáng rất thoải mái. Nhậu đây các em. Em không biết là ra Yên Bái muốn đường bát à? Ây da. Bao giờ về ăn cưới mới biết được. Bao giờ về ăn cưới em Mạng Đam mới biết được. Hôm về làm giúp. Mà anh chạy show kiểu gì nhỉ? Anh hỏi thật, anh chạy show kiểu gì bây giờ? Bây giờ nha, anh làm giúp nàng Đam, xong nào hôm lên ví dụ đón dâu đi, đúng không? Thì anh mới lên nhà em được chứ. Chứ ai về con trai về nhà con gái làm giúp hơi. Ngon, anh thỉnh thoảng vẫn làm miếng lòng lo này anh thích lắm nhá. Nào, đúng không? Ngon. Chắc là anh em mình kết thúc video tại đây đi. Chào cả nhà đây, xong nào là anh em mình nhậu tí nhờ. Nhậu tới chiều luôn. Rồi, nhậu vừa đủ thôi, còn là ngon miệng là được rồi đúng không các em? Thôi sự xin kết thúc video tại đây. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nhá. Có thể làm cho mình một cái món ăn như này, lòng già này, xào hành dăm, có lòng lon được không có cũng được, nhưng mà theo sự nghĩa là ngồi thứ một tí ăn nó sẽ đổi vị ngon hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha. Có mặt video mình.